tín hiệu, có lẽ có tín hiệu gì đó. Ok, sau đây mình xin trình bày một chút về cái CPAT, NAPAT, Multi-Chain Tactical Support, NAPAT Phone. Nghe rất là đầy đủ cho mọi người. Chờ cho mình. Đây là cái nội dung chính của mình. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu chung về CPAT, về cơ chế hoạt động của CPAT như nào. Họ tích hợp multi-chain ở chỗ nào? Không phải là cái tích hợp multi-chain chỗ nào cũng tốt, bởi vì nhiều khi là multi-chain nhiều quá người dùng không biết dùng, nó sẽ có nhiều vấn đề khó khăn. Cách luồng by IDO, hệ thống tiện tay system, claim portal các thứ là gì. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề đầu tiên. Thì đầu tiên mình giới thiệu một chút thì CPAT được thiết kế để tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các nhà đầu tư và dự án tiềm năng. Thì đây có lẽ là mục đích chung của rất nhiều LANPAT rồi. Nhưng mà ở CPAT thì có đội ngũ phát triển, đội ngũ KOL rất là mạnh, có đến gần 100 thành viên và hiện tại cũng đang có rất nhiều dự án để chuẩn bị được xuất hiện trên trang web của LANPAT, CPAT. CPAT thì đem lại cơ hội đầu tư cho rất nhiều nhà đầu tư, có thể là có đầu tư ở nhiều vòng ấy, chứ không phải là chỉ mua public hay private, mà CPAT còn có cơ hội để đầu tư seed round cho các tier 8, 9 hoặc là các KOL hoặc là những người có đóng góp cho CPAT. Thì đây là một cái điểm nổi bật của CPAT. Này, ở đây có cái mình đã bôi đen là cơ chế rất linh hoạt. Này, mọi người vào tham gia CPAT thì sẽ có rất nhiều cơ hội, chứ không chỉ là mua hai vòng public, public và private. Như mọi người biết thì có lẽ mọi người không biết lắm, nhưng mà CPAT thì có hai version. Version đầu tiên thì là trên Sui. CPAT đầu tiên là bay trên, hoàn toàn trên Sui và gọi vốn các thứ là trên Sui. Thì nhưng mà có lẽ thời điểm đó thị trường vẫn chưa ổn định lắm, thì CPAT, đội ngũ CPAT đã quyết định chuyển CPAT sẽ chạy on trên multi chain và thực hiện luồng Baidu trên BSC, bởi vì mình nghĩ BSC thì nó là một cái gì đấy nó rất là thông dụng và rất là dễ tiếp cận với mọi người. Nó là EVM, nó là cái khá thông dụng. Tính đến ngày 27 tháng 1 năm 2024 ấy, thì CPAT đã lăn được 5 dự án, tính cả CPAT. Ok. Cơ chế hoạt động thì nó lại thiếu mất bích hình. Ok. Ở đây thì mình nói vẽ qua một cái draft, qua một cái cơ chế hoạt động chung của cái CPAT. Đầu tiên thì cái hình thiếu đây là hình user này. User đầu tiên mình sẽ phải staking để vào cái hệ thống tier system thì để nhận được cái tier tương ứng. Mỗi tier sẽ có một cái lượng gọi là gì nhỉ? Lợi ích, lượng allocation hoặc là các cái quyền lợi đặc biệt gì đấy được tham gia private hay các vòng khác đấy. Đấy, khi user stake thì sẽ nhận tier này. Sau khi có tier rồi thì khi mà có một dự án nghĩ lên IDO thì khi đến mỗi dự án nó sẽ có một cái thời điểm gọi là apply để tham gia vào cái dự án đó. Không phải ai cũng muốn apply vào trong, cũng chắc chắn là muốn mua cái IDO ấy, đúng không? Thì có thể người không quan tâm, người quan tâm. Mình có một lượng allocation nhất định thôi, mình muốn chia cho những người thực sự muốn thì mình sẽ cho apply. Thì đấy là nó sẽ gọi là gì, cung cầu, nhu cầu đáp ứng thì là tốt. Đấy, mình nghĩ thế. Và mỗi dự án sẽ có một cái ngoài ra thì cũng giống như các NAPAT khác thì nó cái các việc mua bán thứ đều sẽ diễn ra trên contract và nó sẽ là tường minh public cho mọi người. Sau khi mua xong ấy thì sẽ đợi đến một thời gian meeting của cái IDO của cái sản project đó. Thì bên CPAT hỗ trợ thường là các dự án sẽ có nếu mà bán public thì sẽ có khoảng 24 giờ refund. Trong cái thời gian ý, mà dự án nó có vấn đề scam hay cái gì đấy thì mình hoàn toàn có thể refund lại tiền và sẽ đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
Nhưng mà cũng có một số dự án khá là thrilling, kiểu như là private hay là seed ý, thì thường là đầu tư sẽ không có refund, nên mọi người cũng mặc dù là tier cao ấy thì cũng nhiều tiền rồi đấy, nhưng mà đầu tư cũng phải biết suy nghĩ. Ok, cho mình quay lại cái trước. Đấy thì sau khi refund rồi, nhưng mà đấy cũng chưa phải hết, bởi vì thực ra thì cái cuối cùng mình muốn là user họ có lên thôi. Thì đây mình nói luôn bước cuối là bước họ phải có lên phải thông qua một cái contract gọi là contract contract đấy, thì user sẽ được có lên cái lượng token mà họ đã mua theo một cái schedule có sẵn. Đấy, ở đây. Như mình đã nói từ trước thì CPAP V2 chính là cái version hiện tại thì nó chỉ chạy trên cái BSC, và thực sự thì mình muốn user họ có thể gọi là thực hiện mua bán cái token của cái dự án của mình một thật đơn giản, không cần phải là chuyển mạng này chuyển mạng kia, họ chỉ cần đơn giản dùng trên một mạng duy nhất, đó là mạng BSC. Nó cái multi-chain mà mình nói đấy thì nó là cái phần mapping với cả cái tài khoản và cái lúc mà mình trả betting, kiểu như là user hàng tháng có lên thì họ sẽ mình sẽ đẩy cái contract đẩy cái token tương ứng với cái mạng của cái dự án đó lên các cái contract betting tương ứng, ví dụ là Ethereum thì mình đẩy lên contract Ethereum, Solana để Solana, Sui để Sui. Và user họ sẽ connect cái ví Sui ví Ethereum tương ứng của họ, và cái đến thời điểm hàng tháng hay là đến lịch thì họ sẽ lên collect và cờ lên về. Thế thì họ sẽ gọi là mua rất đơn giản, và cờ lên thì họ có ví thì họ cũng cờ lên về, thế thôi, đơn giản đơn luôn mua bán nó lại. Ok, đây là cái giao diện mapping, nó sẽ connect đến các mạng khác nhau, sẽ mapping cái ví để user có thể cờ lên cái tốc tương tự cái mạng đó. Bây giờ mình đến phần bài IDO. Lúc ấy mình thấy hơi sớm rồi. User sẽ ở trong cái lục bài IDO ấy, thì đấy thì phải đến thời điểm, thì mỗi dự án sẽ có một cái thời điểm của trước 12 đến 24 giờ ấy, thì nó sẽ có một cái thời điểm snapshot đấy, và khoảng cách thời điểm snapshot khoảng 3 ngày thì chính là thời điểm user cần để apply xem có join có gì không. Thì đầu tiên luồng mua bán sẽ là user apply và trong cái dự án là có nguyên không, xong rồi thì họ phải spec thì đấy, sau khi họ đã có apply và có tier rồi thì đến thời gian thì họ sẽ mua được, và các thông tin mua bán nó sẽ có trên contract. Còn đây là contract của CBAT. Đây mình chỉ chụp sâu ra thế này thôi chứ chắc mọi người không cần nhìn. Ok, lấy lấy. Đây là một cái gọi là mình chạy trên để vô một cái pool của mình, thì nó thường nó sẽ có các thông tin như thế này, có lúc apply, có lúc thao cao đao với thời điểm slap short, có thông tin của pool và thời điểm mua bán mạng gì. Okay. Đây là cái hệ thống tia stem, thì user sẽ stake ở trong hệ thống này, họ sẽ nhận được cái tier tương ứng. Khi stake càng nhiều thì cái tier họ càng cao, và họ sẽ có các cái quyền lợi, ví dụ như là private sale này, seed sale, hoặc là có cái một cái tham gia một cái group the way các cá mập, và họ sẽ có bonus rất là cao đối với cái tier chính. Còn những đối với những tier thấp hơn thì cái lượng allocation nó sẽ không được khả quan như là những cái tier cao 89. Và khi mà user stake ở đây ngoài nhận được tier thì họ còn nhận được APY, cái lượng lãi suất hàng hàng năm, nó trả theo giây luôn, nhưng mà nó đây mình hiển thị theo năm. Có một đặc điểm là cái hệ thống stake này thì user nếu mà ăn stake thì sẽ phải đợi 10 ngày thì mới rút ra được. Ở bên CPAT cũng đang nghiên cứu một đang triển khai rồi, đang triển khai một cái dự án tier system V2, nó sẽ có nhiều thay đổi hơn, thì sẽ tương thích với cả cái hệ thống stack hiện tại của nhiều landmark khác hơn, thì kiểu nó sẽ
không bắt user phải nó sẽ có nhiều cái quyền lợi cho user sở thích lâu dài hơn, chứ không cần phải có nghĩa đánh giá được cái kiểu như nhiều yếu tố hơn, user spec càng lâu càng sẽ có nhiều quyền lợi hơn chứ không phải là chỉ là số lượng sở thích nhiều. Ok. Đây là cái số code của con trách thìa thôi, mình đánh tiếp đi. Cái claim bottle này nó cũng là một cái gọi là cái gọi là gì nhỉ, một cái gọi là ứng phó với cả thời điểm của mình. Thì bên mình cái thời điểm khi mình phát triển Sui thì nhiều lăn khác họ chưa thể phát triển, chưa chưa cập kiểu như là cập nhật công nghệ về Sui thì họ chưa, họ gọi vốn xong họ cũng chưa thể vetting các thứ được, thì bên mình sẽ support hỗ trợ tạo ra các cái pool để tiến hành vetting, hỗ trợ các cái lăn khác, thì họ sẽ tạo các pool đây để trả cho user và user sẽ claim từ bên mình. Thì hiện tại mình vẫn đang giữ function này và sẽ chỉ là các dự án liên quan đến Sui thứ sẽ claim trên đây. Ngoài ra mình cũng bổ sung có các cái EVM các thứ để nếu một dự án nào cần thiết thì nó có thể tạo pool trên đây để claim. Ok. Next. Ok, đấy thì mình cũng giới thiệu qua về cái CPAC của mình. Thì mọi người có câu hỏi gì không để mình. À, rồi, bên mình idol cho 5 dự án tính cả CPAC. Apply thì có nhiều cách lắm.